Hả? Cái gì vậy? Sao nhà mình đầy máu vậy? Hả? Mình vừa mới bước ra mà. Máu, máu xuất hiện từ đâu vậy? Hả? Hả? Cái thứ gì vậy? Hả? Sao nơi hoang vắng này lại có người đứng khóc chứ? Này, cô em gì đó ơi, sao lại đứng đó khóc vậy? Có cần phải đi ké hay không? Lên xe tôi cho ké nè. Ai, lại là một nữ sinh thất tình nữa đây mà. Thôi, mặc kệ, tiếp tục đi vậy. Mình phải nhanh chóng lên, mấy con chó nhà mình nó đang đói sắp chết rồi. Ai, chuyến hàng ngày hôm nay khá lỗ nhỉ. Làm ăn kiểu này chắc phải nghỉ sớm quá. Anh ơi, cho tôi xuống hả? Đây, tới gì vậy? Nhà tôi rồi. Cái giọng nói này ở đâu phát ra vậy? Hả? Cô cảm ơn anh đã cho tôi đi ký nha. Hả? Chào anh. Hả? Cô ta đâu rồi? Cô ta đâu rồi? Mình ho mắt hay sao? Anh ơi, có thể đem cái áo này về nhà cho tôi giúp được không? Không. Ma. Hả? Cái áo sao lại xuất hiện trên xe của tôi thế này? Làm ơn mở cửa nhanh đi mà, tôi còn phải về nhà nữa, tôi sợ quá. Hả? Có chuyện gì vậy chàng trai trẻ? Ông có phải là ba của một cô gái đúng không? Cô gái đó đã gửi một chiếc áo cho ông bà. Ông bà nhận giùm tôi. Đúng rồi, tôi có một đứa con gái, nhưng mà nó chết lâu rồi. Vậy là đúng rồi. Tôi gặp ma rồi. Nhưng mà Thôi, tôi phải về. Tôi đưa cái áo cho ông bà, tôi về liền. Ông bà chờ tôi một xíu. Cái áo đâu rồi? Cái áo đâu mất tiêu rồi? Ai, thiệt là tội nghiệp cho con gái của mình. Nó nhớ về cha mẹ của nó, nó hay quấy rầy người ta đi đường. Tất cả SCB dưới quyền quản lý của mình được quản thúc tại tổ chức SCB này rất là tốt. Hả? Một tin nhắn mới hay sao? Lại thêm một SCB mình phải quản lý nữa à? SCB 1337 à? Rồi, để coi thông tin SCB này cái coi. Là một hồn ma chuyên quấy rối người đi đường, đi ké, sau đó là gửi một chiếc áo về cho ba mẹ của cô ấy. SCB này nằm ngoài vùng quản thúc của tổ chức à? Mình phải làm gì đó. Nếu mà không nằm trong tổ chức thì phải kết thúc cô ta, phải xóa bỏ cô ta mới được. Cô ta thường hay gửi áo về cho ba mẹ, tức là hướng về gia đình. Mình chỉ cần xóa sổ cái gia đình của cô ta thì cái SCP này chắc chắn không còn lưu luyến, sẽ tự tan biến. Nếu mà mình xóa sổ được SCP này thành công, mình sẽ được thăng chức, không còn làm tiến sĩ quèn như thế này nữa. Trước tiên phải xin tổ chức cấp cao của SCP đã. Này, tôi muốn có một cái kế hoạch. Tôi muốn tiêu diệt gia đình cha mẹ của SCP 1337 để cho cô ta không còn lưu luyến hồng trần nữa. Cô ta sẽ tự tan biến. Chúng ta sẽ bỏ bớt một SCP, được chứ? Kế hoạch quá tàn độc. Chúng tôi không chấp nhận kế hoạch này, thưa tiến sĩ. Một kế hoạch hay như vậy mà các người lại từ chối à? Các người không hiểu ý tôi gì hết à? Đáng ghét. Chẳng lẽ mình làm trước, nếu thành công mọi chuyện sẽ theo hướng khác hay sao? Dạo này TV cứ chiếu ba cái phim hoạt hình này hoài, không có tin tức thời sự gì hết. Hả? Bà ơi, có khách kìa. Hay là con của mình nó lại gửi áo cho ai đem về nữa? Bà ra tiếp đi, tội nghiệp con của mình quá. Tôi biết rồi ông. Nhưng mà sao kỳ lạ, ngày hôm nay không phải là ngày 19 tháng 5 mà, sao con mình lại gửi áo chứ? Không biết có chuyện gì nữa. Thôi để tôi mở cửa cho.
Hả? Ông là ai? Xin lỗi bà. Bà có bắt chuyện buộc gì vậy? Phải nằm trong kế hoạch của tôi để xóa sổ SCP 1337. Xảy ra chuyện gì vậy? Bà ơi, bà ơi. Không, không, bà ơi. Còn một người đàn ông nữa. Giết luôn. Hoàn thành nhiệm vụ, chắc chắn SCP-1337 sẽ không còn lưu luyến hồng trần nữa. Tiến sĩ, ông đã bị hạ chức. Hả? Tại sao tôi lại bị cắt chức? Tôi đang làm rất là tốt nhiệm vụ của mình mà. Ông đã tự ý thực hiện kế hoạch của mình thông qua tổ chức. Các người đã không tôn trọng ý kiến của tôi. Tôi đã cố gắng thực hiện, các người hãy chờ xem. Rồi cuối cùng SCP-1337 đó sẽ biến mất hoàn toàn cho các người xem. Lúc đó các người lại cầu xin tôi về làm việc cho mà xem. Lũ đần. Ta ở nhà ta nghỉ vài ngày. Các người không có ta, coi làm ăn được cái gì. Trời sao tự nhiên mưa lớn như thế này chứ. Hả? Có ai bấm chuông nhà mình vậy? Hả? Có ai đâu? Cổng còn đang khó mà. Thôi, chắc có lẽ mưa lớn quá, sấm sét chập điện thôi mà. Hả? Cái gì vậy? Sao nhà mình đầy máu vậy? Hả? Mình vừa mới bước ra mà. Máu, máu xuất hiện từ đâu vậy? Hả? Hả? Cái thứ gì vậy? Hả? Không, không, đừng lại gần đây. Cô là ai? Không lẽ cô là SCP-1337 hay sao? Hãy dừng lại đi, hãy dừng lại đi, từ từ mà. Đã giết chết cha mẹ ta. Không, không, chắc có lẽ đó là sự sai lầm của tôi. Làm ơn cho tôi cơ hội để sửa sai lầm đi mà. Ta sẽ đưa người xuống làm nô lệ cho họ. Không, không, đừng mà, đừng mà. Mộ của ai sao lại xây ở đây? Kỳ cục thật. Nơi này đẹp như vậy mà có ba cái mộ này xấu quặc à. Hả? Sao hòn vắng như thế này lại có người nhỉ? Này, cô em ơi, sao lại ở đây một mình cô đơn như thế này? Lên xe vui vẻ với anh nào. Sao người của con mụ này đỏ lét thế nhỉ? Ôi, chắc là bị bệnh sida đây mà. Thôi, tránh xa cho nó chắc. Hả? Hả? Hả?